siêu thần cấp khoa kỹ đế quốc thạch đầu thành tinh chương một trường sinh nghe chọn bộ tại mê truyện audio com khoa học cuối cùng là thần học đúng vậy trùng sinh trở về trần lãng so với ai khác đều rõ ràng tại không lâu xa tương lai thế giới hủy diệt áp lực dưới nhân loại có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào trí tuệ cùng sức sáng tạo nếu như nói thần học đại biểu cho chúng sinh ngưỡng vọng thần linh kia khoa học liền là người người như rồng chúng sinh thành thần trong thần thoại cổ xưa thần linh cùng phàm nhân rõ ràng nhất một cái khác biệt là cái gì không phải khoa trương tới cực điểm lực lượng cũng không phải đám người tưởng tượng ra được các loại thần kỳ thủ đoạn mà là tuổi thọ sớm sống chiều chết người như sâu kiến mà thần linh cao cao tại thượng trường sinh cửu thị coi thường nhân gian biển cả thành ruộng dâu nhân loại không thiếu khuyết có vĩ đại trí tuệ nhà khoa học nhưng ở tuổi thọ trước mặt lại vĩ đại nhà khoa học cuối cùng vẫn chỉ là phàm nhân tuổi thọ là hạn chế nhân loại phát triển lớn nhất căn nguyên tri thức vô hạn nhưng tuổi thọ có hạn một câu ta già đầu óc không linh hoạt làm không động thể hiện tất cả nhiều ít chua sót tranh vanh một thế cuối cùng trốn không thoát một chữ chết nhưng ở không tính xa xưa tương lai nhân loại lấy khoa học phương thức công phá tuổi thọ cái này cho tới nay hạn chế nhân loại phát triển căn nguyên trường sinh cửu thị không phải là mộng tuổi già người khôi phục thanh xuân tuổi nhỏ người ra sức đuổi theo nhiều đời tri thức tích lũy rốt cục nghênh đón giếng phun Lão sư, không, không, ngài không thể làm như thế, 57 năm, ta cảm thấy ta có thể xin tốt nghiệp, ta muốn đi tiền tuyến, bọn hắn cần ta, liền xem như làm thực tập sinh cũng được. Không, không, hô. Từ trong mộng tỉnh lại, Trần Lãng suýt nữa từ máy tính trên ghế té xuống, vịn tay vịn ngồi xuống, hắn sững sờ nhìn xem đã ngủ đông màn ảnh máy vi tính, hít thở sâu nhiều lần sau mới chậm tới. Nguyên Lai like là mộng a, đứng dậy, vuốt vuốt cái này nguyên thủy nhất phiên bản không có tiêm vào bất luận cái gì thuốc biến đổi gen có chút mỏi như chân và hông, Trần Lãng hơi hoạt động mấy lần. Sau đó hướng sau lưng phòng vệ sinh đi đến. Đây là một cái phòng đơn, nói ngắn gọn liền là độc thân chung cư, phòng ngủ phòng bếp đều tại cái này không đến 30 bình trong phòng, trừ cái đó ra còn có một cái ngăn cách nhà vệ sinh nhỏ đơn giản rửa mặt một chút sau đó trần lãng từ đống đồ lộn xộn xuất ra hai bao mì tôm bắt đầu nấu nước thừa dịp thời gian ở không trần lãng lần nữa mở ra máy tính nhìn màn ảnh bên trong lít nhà lít nhít mật mã trần lãng có chút nhẹ nhàng thở ra rốt cục hoàn thành đều trùng sinh ba ngày, không nghĩ tới vẫn là sẽ mơ tới đi học sự tình, nhìn đến đi học quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt, 57 năm giáo dục lại, khỏi phải nói đạo lý đối nhân xử thế. Quả nhiên là đem người đều có thể cho trên ngốc, Trần Lãng tự diễu cười một tiếng. Hắn là một cái người trùng sinh, từ tương lai trùng sinh trở về. Hiện tại là năm 2023, mà hắn trùng sinh thời gian là năm 2150, dòng dã 127 năm. Làm người trùng sinh, hắn biết được tương lai hết thảy đại sự, 7 năm sau hành tinh va chạm, hơn 20 năm sau mặt trời hủy diệt nguy cơ. 30 năm sau đào vong trên đường cùng cơ giới sinh mệnh sinh tồn chiến tranh, thậm chí là 50 năm sau nhân loại vĩnh sinh kế hoạch, hơn 70 năm sau văn minh ma pháp xâm lấn thậm chí là 127 năm sau địa cầu hủy diệt lúc thần phạt chiến tranh. Người cùng thần chiến tranh, nguyên nhân là nhân loại động thần linh mới có thể đụng vào lĩnh vực. Trường Sinh, nhưng các loại đại sự đều biết hắn lại vẫn cứ không biết sổ số, cá độ bóng đá, chờ một chút chờ những chuyện nhỏ nhặt kia trùng sinh trở về trí não ngủ say mình lại không năng lực tự vệ chỉ có thể là tân tân khổ khổ gõ mật mã kiếm món tiền đầu tiên úng ục ùng ục ùng ục nước đốt lên trần lãng ngâm hai bao mì tôm chờ khoảng đợi một hồi sau nhanh chóng ăn sau đó hắn lần nữa ngồi trước máy vi tính đem gõ tốt mật mã cả sửa lại một chút nếu như là lấy tương lai lập trình ngôn ngữ đến gõ những này mật mã nửa giờ liền có thể giải quyết tốt a à? Nếu là lại có trí tuệ nhân tạo phối hợp, chỉ cần hạ lệnh, quét hình, sửa đổi, mấy phút liền có thể hoàn thành. Đáng tiếc, trước mắt không có gì tự vệ thực lực, thuốc biến đổi gen cũng không có, người máy chiến đấu cũng không có, vì tự vệ, chỉ có thể tiếp tục dùng loại này cũ kỹ lập trình ngôn ngữ. Nhà rãnh một câu, Trần Lãng kích thích con chuột dòng dọc, cẩn thận kiểm tra một lần mình gõ ba ngày bàn phím gõ ra chương trình đây là một trò chơi, cẩn thận tới nói là một cái web game. Trò chơi không lớn, thậm chí nói trò chơi này căn bản không tính là một cái hoàn chỉnh trò chơi, nó chỉ có tân thủ kỳ một cấp 9, cấp 9 liền là mắc cấp. Đây là một cái ma huyễn trò chơi, nghề nghiệp có pháp sư, chiến sĩ, kỵ sĩ, thích khách, mục sư cái này năm loại, đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn hiện nay Trần Lãng chuẩn bị ở trong game công bố. Người cho rằng công bố liền có thể chơi sao? cũng không phải là một cấp chín là tân thủ kỳ cũng chính là học đồ kỳ ngay cả thực tập cũng không tính muốn dùng ma pháp ha ha nằm mơ đi thôi trong mộng cái gì đều có một cấp chín hình dung như thế nào hai chữ bạo lực chiến sĩ kỵ sĩ thích khách còn dễ nói tối thiểu có đại kiếm trường thương cùng chủy thủ pháp sư cùng mục sư dứt khoát liền là mang theo cây gậy đâm quái loại trò chơi này có thể lửa sao có thể Tối thiểu Trần Lãng cho là như vậy, bởi vì trò chơi này bối cảnh đến từ hơn 70 năm sau văn minh ma pháp là chân thật tồn tại, nói ngắn gọn. Trò chơi này bên trong NPC cùng sự kiện lớn phát triển đều là văn minh kết tinh ghi chép lại chân thực sự kiện. Văn minh kết tinh là cái gì? Chưa đến địa cầu khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp hạch tâm đem kết hợp đản sinh sản phẩm nhân loại trong tương lai trung quy là lấy khoa học kỹ thuật chiến thắng văn minh ma pháp thậm chí đánh văn minh ma pháp liên tục bại lui trực tiếp cướp đoạt văn minh ma pháp hạch tâm ma pháp chi thần lưu lại thần cách lấy thần cách làm tài liệu nhân loại chế tạo ra văn minh kết tinh cái này gánh chịu lấy nhân loại văn minh cuối cùng hy vọng tin tức tư liệu dụng cụ lưu trữ thần cách không cần nguồn năng lượng thậm chí không cần năng lượng chỉ cần có tín ngưỡng liền có thể bổ sung năng lượng chỉ cần bổ sung năng lượng liền có thể xem trong đó tin tức kia ẩn chứa trong đó nhân loại văn minh tất cả khoa học kỹ thuật vô luận là cấp thấp khoa học kỹ thuật kỹ thuật vẫn là khoa học kỹ thuật đỉnh cao hạch tâm kỹ thuật tất cả đều có Thần phạt chi chiến cuối cùng, vừa lúc Trần Lãng làm thực tập sinh đi thăm nhân loại Văn Minh Tháp, trong khoảnh khắc đó, thế giới im ắng tan biến, nhân loại Văn Minh trong nháy mắt tiêu vong. Mà Văn Minh trong Tháp Văn Minh kết tinh thì là dung nhập Trần Lãng thể nội cùng Trần Lãng cùng một chỗ về tới năm 127 trước hôm nay. Cái này liền là Trần Lãng lực lượng sách mới tuyên bố, cầu cất giữ ủng hộ, đây là một tiểu nhân vật trùng sinh trở lại thời đại hòa bình, điên cuồng bật hách, phát triển khoa học kỹ thuật, nghịch chuyển tương lai, dựa thế lên trời cố sự. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tứ. Siêu thần cấp khoa kỹ đế quốc thạch đầu thành tinh chương 2, khởi đầu mới, chúng chủ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com chế tác webpage trò chơi là trần lãng nghĩ sâu tính kỹ sau dự định đầu tiên trước dùng webpage trò chơi lời ít tiền sau đó chuyển client game sau đó lại chuyển game ảo cùng giả lập cộng đồng thế giới giả tưởng là nhân loại đệ nhị thế giới như lũng đoạn thế giới giả tưởng vậy thì tương đương với lũng đoạn nhân loại thứ hai sinh hoạt Tiếp theo, từ hiện thực phương diện nói, thân làm một cái nghèo buộc hắn căn bản không có tiền đi đăng ký công ty, chớ nói chi là mua server, duy nhất một đài server vẫn là hai tay trong chợ móc tới. Tu tu bổ bổ, thậm chí là ngay cả nội bộ chương trình đều viết lại một lần, lúc này mới đủ hắn tạm thời mở web game. Mà cái này đã tiêu hết hắn tất cả tiền, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh nghèo tại trước đó vài ngày trước khi trùng sinh cũng bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ đem công việc cho từ chỉ có tiền căn bản không đủ dùng tốt a à về phần gọi điện thoại cầu viện quên đi thôi trong nhà muốn để hắn về nhà phát triển nhưng hắn trẻ tuổi nóng tính sau khi tốt nghiệp nhất định phải tại trong đại thành thị chịu khổ trong nhà lão cha đều lên tiếng không trở về nhà liền chết đói ở bên ngoài E em 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 em, -em -er vẫn là trước kiếm chút tiền tiền có lực lượng tại về nhà đi. Dù sao trong nhà cha mẹ đều đủ sống lâu, ở tiền thế quả thực là sống đến hơn 90, đuổi kịp vĩnh sinh kế hoạch phúc lợi, chẳng những khôi phục thanh xuân. Thậm chí còn cùng trần lãng đồng cấp cùng lớp làm đồng học tiếp thụ qua giáo dục lại. Nghĩ đến lão cha kia ác liệt tính cách trần lãng nhịn không được dùng mình một cái nếu không phải lão mụ giao phay vung tốt, chỉ sợ kia giáo hoa liền thành lão tử mẹ kế. Cẩn thận kiểm tra một lần sau xác định không có vấn đề, Trần Lãng bắt đầu sau cùng tổng kết công việc. Sau 2 giờ, Trần Lãng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền là ban bố. Ừm, bỗng nhiên, Trần Lãng tay một trận, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm không có đăng ký công ty cũng không có khai phát vận doanh tư cách loạn thu lệ phí nói không chừng còn phải đi vào ăn 2 năm cơm tù, miễn phí đi, miễn phí lời nói. Nhiều lắm là xem như chia sẻ cái tự mình làm trò chơi, liền xem như náo ra loạn gì cũng không trở thành quá lớn. Mà lại, trên danh nghĩa miễn phí, ta có thể tại phương diện khác đem tiền cho thu. Trần Lãng nhanh chóng bắt đầu sửa đổi, sửa đổi hoàn tất về sau, hắn lại ấn mở một cái chúng chù trang web. Xin đăng ký, điền xong tư liệu, sau đó bắt đầu tuyên bố chúng chủ tin tức. Hạng mục chủ đề, làm một trò chơi, chúng chủ tài chính mua sắm server cùng đăng ký công ty. Hạng mục giới thiệu, như đề, chúng chủ tài chính, 300.000 chúng chủ hồi báo, không có server các ngươi chơi cái trứng tuyên bố, sau đó lẳng lặng chờ đợi xét duyệt thông qua. Mộng tưởng chúng chủ lưới ở vào Ma Đô Thượng Hải cao khoa vườn khu, bởi vì là vừa mới khởi đầu không lâu chúng chủ trang web, mặc dù các phương diện phục vụ làm đều cực kỳ tốt. Nhưng là rốt cuộc chỉ có thể coi là tấm lưới chạm, lúc này, mấy cái trẻ tuổi xét duyệt viên chính buồn ngủ theo một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên hắn bên trong một người trẻ tuổi nhanh chóng kịp phản ứng vỗ vỗ mặt sau đó cầm lấy kính mắt đeo lên bắt đầu xét duyệt hạng mục xin nhìn thoáng qua người trẻ tuổi cho là mình còn chưa tỉnh ngủ cầm xuống kính mắt rụi rụi mát sau đó lại nhìn điên rồi đi người trẻ tuổi một tiếng kinh hô để chung quanh mấy cái buồn ngủ đồng sự giật này mình thậm chí ngay tiếp theo bọn hắn ông chủ kiêm giám đốc đều suýt nữa vứt bỏ chén trà trong tay tiểu trương ngươi giống cái gì ông chủ mang theo bất mãn phê bình nói cái này cái này ông chủ ta không biết người này chúng chủ hạng mục có nên hay không cho hắn thông qua tiểu trương chỉ vào màn ảnh máy vi tính cả lâm mà nói kia hạng mục chính là trần lãng xin cái kia ông chủ nghe vậy đứng dậy đi tới nhìn một chút chúng chủ hạng mục xin về sau lập tức giận tím mặt náo đâu nghĩ tiền muốn điên rồi a à? không hồi báo liền muốn chúng chủ tài chính mua server mở công ty lão tử còn muốn chúng chủ tài chính mua hàng không mẫu hạm xuống biển câu cá đâu liền cái này chúng chủ thái độ còn muốn tiền nếu là hắn có thể trúng chủ đến tiền, liền xem như một trăm khối tiền, lão tử trực tiếp đớp cất, vậy ta đây liền cho hắn bác bỏ tiểu trương giật nảy mình. Chờ một chút, ông chủ bỗng nhiên đưa tay, sau đó cười nói. Mặc dù cực kỳ hoang đường, nhưng là vẫn đồng ý đi, đã có thể cho chúng ta trang web nhiều cái hạng mục, cũng có thể để ngoại giới nhìn xem chúng ta trang web thái độ. Mà lại như thế hoang đường sự tình, vạn nhất lửa đây. Chúng ta chẳng phải là nhiều hơn không ít lưu lượng, ông chủ Anh Minh, hiện tại vuốt mông ngựa không biết còn có kịp hay không? Độc thân trong căn hộ, Trần Lãng quả không ngoài sở liệu thấy được xét duyệt thông qua tấm lưới chạm, liền là không điểm mấu chốt. Sau đó hắn phục chế địa chỉ internet, trực tiếp dính dán vào mật mã bên trong. Nghiện nét các thiếu niên, Tân Tân khổ khổ lên tới cấp 9, đường đi đoạn mất kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, muốn tiếp tục chơi, muốn cảm thụ chân thực trò chơi mị lực. Đi, cho lão tử nạp tiền chúng chủ đi thôi. Điểm kích, xác định, tuyên bố, bắt đầu vận hành. Hết thầy giải quyết về sau, trần lãng đốt điếu thuốc. Sâu hút vài hơi, sau đó hắn một bên mở ra một cái mình viết công kích chương trình, một bên mở ra nào đó cá trực tiếp bắt đầu tìm kiếm mục tiêu sống nhiều năm như vậy mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu loại chuyện này hắn sớm cũng không tin quảng cáo nhất định phải đánh bất quá quảng cáo đến đánh đánh như thế nào lại là một chuyện khác hắn hơn nửa đời người đều đang đi học mà lại địa cầu lại phát sinh các loại sự kiện lớn dẫn đến mọi người căn bản không có thời gian lục đục với nhau vẫn luôn đang tìm kiếm sinh tồn con đường cho nên sống hơn 100 năm hắn, đối với lục đục với nhau cùng đạo lý đối nhân xử thế thật lý giải không đủ thấu triệt. Hắn càng ưa thích đơn giản thô bạo một điểm, có thể nói là ngây thơ, cũng có thể nói là nhiệt huyết, nhưng đây là thời đại kia giọng chính. Loại kia thời điểm còn làm nội bộ đấu tranh, vậy ngươi chẳng khác nào là kéo cả cái nhân loại tộc quần chân sau. Mọi người thời gian đều rất căng, làm việc liền phải dứt khoát lưu loát nhân loại mặc dù có đủ loại thiếu hụt nhưng không thể nghi ngờ là tại tuyệt đối nguy cơ trước mặt nhân loại thật là có thể đoàn kết đến một mức độ đáng sợ nhiều ít anh hùng phấn đấu quên mình nhiều ít nhiệt huyết huy sái đại địa tinh không anh hùng như tinh hỏa đốt lên toàn nhân loại nhiệt huyết loại kia tinh hỏa liêu nguyên xả thân lấy nghĩa thời đại không có tự mình người đã trải qua căn bản sẽ không hiểu được loại kia rung động kia là tới từ sâu trong linh hồn rung động nhiệt huyết bị nhen lửa vậy ngươi liền đi làm ngươi chuyện nên làm là cả nhân loại tộc đàn cống hiến ra dù là như vậy một tia không có ý nghĩa lực lượng máu vẫn là lạnh vậy ngươi đem đạt được đến từ linh hồn khảo vấn không người để ý ngươi lười biếng cũng không ai có thời gian đi thuyết giáo ngươi chân chính làm ngươi khó chịu là tới từ ngươi sâu trong linh hồn đạo đức quan niệm cùng chủng tộc quan niệm ngươi sao nhưng như thế xấu xí siêu thần cấp khoa kỹ đế quốc thạch đầu thành tinh chương ba mẹ ngươi đều đói ăn vỏ cây nghe chọn bộ tại mê truyện audio com cái gì gọi là đơn giản thô báo trần lãng trực tiếp mở ra trực tiếp bình đài bảng xếp hạng tuyển nhân khí cao nhất hai người trần lãng trước đó đã điều tra rõ ràng một cái là tên là long ngạo thiên trò chơi nam chính truyền bá ngày bình thường trực tiếp lon hoặc là ăn gà có đôi khi sẽ còn chơi đơn giản một chút nhẹ nhõm trò chơi nhỏ bất quá bởi vì hắn tính cách tính tình táo bạo sông luôn có thể cùng người đối phun lên đến cho nên nhìn hắn trực tiếp tuyệt đối không tẻ nhạt rất nhiều người nhìn trực tiếp cũng là vì thuần túy tham gia náo nhiệt một cái khác là một cái tên là phong noãn noãn nữ mc cái này nữ mc trực tiếp chủng loại liền tương đối tạp ngoài trời trò chơi mỹ thực thậm chí là ca hát bất quá bởi vì dung mạo xinh đẹp thanh âm lại nũng nịu cho nên nhìn người cũng rất nhiều hai người đều là sợi cỏ xuất thân mặc dù phát hỏa nhưng là đều không có gì bối cảnh quyết định mục tiêu, Trần Lãng sách ra viết xong chương trình, hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím thao tác lên, sau một lát, hắn bắt đầu chờ cơ hội. 5 phút, 10 phút, rốt cục, Long Ngạo Thiên cái này một thanh ăn gà đánh tới vòng chung kết, thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ, đang ăn gà khai phục 6, 7 năm sau. Người đồng đều dây lát thư 800 mét thời đại, không bật hách cũng có thể giết 10 cái, quả nhiên là dũng mãnh. Mà liền ở thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên, máy tính một thẻ, trò chơi sập. Ta gì mẹ ngươi à, tình huống như thế nào? Sớm không băng muộn không băng ngươi bây giờ cho ta băng. Lòng ngạo thiên lập tức chửi ầm lên, sau đó tranh thủ thời gian đăng lục trò chơi, nhưng hắn hộ khách đầu đã bị trần lãng động tay chân, vô luận như thế nào trên đều không thể đi lên. Cái này một đợt, lòng ngạo thiên tâm tính nổ, cùng hắn cùng một chỗ nổ còn có hắn trực tiếp ở giữa người xem. 666.666, 666, đối diện khẳng định có công nghệ cao hách, trực tiếp để đối thủ rơi dây cái chủng loại kia, ha ha ha, ngạo thiên không khóc, đứng lên. Khóc người mụ mại phê a, à, rác rưởi trò chơi, đi các huynh đệ, hôm nay liền tới đây, hạ, chúng ta ngày mai gặp, long ngạo thiên tức giận, hùng hùng hổ hổ nói. Hạ, nghĩ hay thật. Trần Lãng lần nữa thao tác bàn phím, một lát sau giải quyết. Long ngạo thiên con chuột điểm cộc 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 vang, nhưng là trực tiếp liền là không nhốt được, cái này một đợt hắn thật tức nổ tung. Lão tử đây là máy vi tính chúng virus rồi, hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên web page bắn ra một đống lớn, hắn bên trong một cái liền là trần lãng web game giảm sóc giao diện. Ngoạ tàu Lòng ngạo thiên mộng bức, hắn nhanh chóng liền chút đóng lại rất nhiều web page, bất quá khi hắn điểm đến trần lãng web game thời điểm, web game đã giảm sóc hoàn tất. Ông, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, dọa lòng ngạo thiên nhảy một cái, sau đó web game Mỹ Luân Mỹ hoán hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên, hình tượng chậm rãi biến động. Đầu tiên là một cái lão nhân xuất hiện đang vẽ mặt bên trong trang trí tuyệt đối cấp 5 sao, lão nhân mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng là loại kia chân thực cảm giác. Loại kia lão nhân ra đặc biệt khí chất, hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão mắt người nhìn chừng chừng lấy màn hình để Long Ngạo Thiên Sinh ra một loại tại video nói chuyện trời đất cảm giác. Sau đó, lão người nói chuyện hai tử, mẹ ngươi đều đói ăn vỏ cây, ngươi chẳng lẽ còn muốn thờ ơ sao, lão nhân thanh âm tang thương bi thương, có phần có một loại hận hắn, không tranh cảm giác. Âm thanh phương diện, cấp 5 sao? Đang khi nói chuyện, hình tượng nhất chuyển, một cái từ ái ánh mắt xuất hiện, là một cái trung niên phụ nữ, phụ nữ quần áo rách dưới, tiêu gầy như que củi, khuôn mặt thống khổ nhìn màn ảnh, cười lớn nói. Hai tử, mụ mụ không có việc gì, đừng nghe thôn trưởng, ngươi đi truy tầm giấc mộng của ngươi đi, ta đi ngươi sao mộng tưởng đi." Long Ngạo Thiên trợn mắt hốc mồm. Hình tượng làm quá mức chân thật, hắn luôn cảm giác trò chơi này bên trong hai mắt người nhìn liền là hắn. Cái này là bực nào ngọa táo? hai tử nghe nói trong trấn chức nghiệp giả đại nhân đến trong làng dạy học ngươi chỉ cần thông qua khảo nghiệm của hắn liền có thể thu được một thanh vũ khí có vũ khí ngươi liền có thể đi đi san dạng này ngươi về sau cũng có thể trở thành một cái vĩ đại chức nghiệp giả mẹ ngươi cũng liền không cần đi theo ngươi thụ đói bụng thôn trưởng tiếp tục dùng hắn âm thanh tang thương kia nói ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu giờ khác này không chỉ là long ngạo thiên liên đới lấy hắn trực tiếp thời gian bạo phát ra vô số âm thanh ngọa táo cái này trò chơi gì bắt đầu đưa cái mẹ ai là bày ra lão tử hận không thể đánh chết ngươi ngươi làm là như vậy thật không sợ chết sao long ngạo thiên trợn mắt hốc mồm sau đó hắn nhìn thấy trong màn đạn xuất hiện vô số để hắn tiếp tục chơi tiếp tục mưa đạn ngạo thiên đi cho ngươi mẹ tìm đồ ăn người cái con bất hiếu nhìn đem người mẹ đói thành hình dáng ra sao lương tâm của người bị trò ăn rồi sao cả cái máy bay chơi tiếp tục cái trò chơi này có chút ý tứ cho ngươi hòa tiễn chơi đùa nhìn mưa đạn có phun hắn cũng có trêu chọc nhưng không ít đều là muốn cho hắn tiếp tục trực tiếp đi xuống xem một chút nhìn xem cửa sổ trò chơi lòng ngạo thiên hít sâu một hơi hắn biết liền sông cái này nhiệt độ hắn hôm nay cũng không cách nào đóng một khi đóng trò chơi này không chừng nhiều ít người mắng hắn bất hiếu đâu đi bày ra đúng không người đủ gà tặc lão tử chơi còn không được sao tốt nhất trò chơi của ngươi làm chất lượng thật tốt không phải ngươi cho lão tử chờ lấy phun không chết ngươi lúc này trò chơi hình tượng vẫn còn chờ đợi trạng thái nhân vật trò chơi cùng thôn trưởng đối thoại chờ đợi người chơi lựa chọn. Một thôn trưởng ra ra ta cái này đi tham gia khảo nghiệm. Hai, lão già đáng chết cút thô, chớ xen vào việc của người khác. Nhìn xem tuyển hạng, Long Ngạo Thiên khóe miệng co giật, mụ mại phê A, à, liền cái này tuyển hạng, là để nhân tuyển sao? Tuyển một sau đó Long Ngạo Thiên trước mắt nhảy ra một cái pop-up hình tượng. Mời lựa chọn nhân vật giới tính xin điền vào nhân vật tên Long Ngạo Thiên có chút hoảng hốt tình cảm lão tử đều thay vào đến kịch bản bên trong kết quả là nam hay là nữ cũng không biết mà lại ngay cả cái danh tự đều không có thật sự là thần kỳ não động lựa chọn nam đưa vào Long Ngạo Thiên sau đó Long Ngạo Thiên bắt đầu hắn trò chơi hành trình lão thiết nhóm web trò chơi đều là hố tiền cho nên chúng ta tùy tiện chơi đùa tốt a à. Ta thật sự có sự tình, chúng ta làm nhiệm vụ này sau đó làm ít đồ cho. Mẹ ăn, sau đó chúng ta liền xuống truyền bá, được hay không?" Long Ngạo Thiên mở miệng. Trong màn đạn tự nhiên đều là đồng ý, rốt cuộc đây chỉ là một cái web game, mặc dù làm họa chất cái gì đều cực kỳ tốt, chất lượng hiếm thấy, nhưng chung quy là web game. Mọi người trêu chọc về sau ai cũng không có để ở trong lòng. Nhưng sau đó, Long Ngạo Thiên cảm nhận được cái gì gọi là sáo lộ. "Chức nghiệp giả đại nhân, người thật đúng là cái phế vật, một cái tiểu khảo nghiệm thế mà dùng lâu như vậy, đi tuyển một thanh vũ khí đi, sau đó xéo đi nhanh lên, nhìn thấy ngươi loại phế vật này ta liền tâm phiền." Long Ngạo Thiên sắc mặt đỏ lên. "Thôn trưởng lão đầu?" Long Ngạo Thiên ngươi quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được, lề mà lề mề lâu như vậy mới trở về, mẹ ngươi đã chết đói. Lúc này mới mấy phút thời gian a, à, làm sao lại chết đói? Long Ngạo Thiên phẫn nộ. Về đến nhà, nhân vật phong linh mụ mụ bỗng nhiên xuất hiện. Ngạo Thiên, đã từng có người truy cầu ta, hắn là đế quốc quý tộc cao giai Pháp Sư, lúc trước hắn muốn cưới ta, nhưng là ta không bỏ xuống được ngươi, cho nên cự tuyệt, đáp ứng ta, đừng để ta thất vọng. Siêu thần cấp khoa kỹ đế quốc thạch đầu thành tinh chương 4, đều là sáo lộ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Chúc mừng thu hoạch được thần cấp chúc phúc quyển trục, phải chăng sử dụng. Nói nhảm, đương nhiên sử dụng. Long Ngạo Thiên không chút do dự, điểm kích học tập về sau, hắn phát phát hiện mình nguyên bản tất cả đều là một ban đầu thuộc tính trong nháy mắt biến thành toàn mười. Ngoạ tàu, gấp mười. Mà lúc này, chức nghiệp giả đại nhân xuất hiện. Chức nghiệp giả đại nhân, là ta nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi lại là tuyệt thế thiên tài, đây là cơ sở tu hành bí tịch tặng cho ngươi là ta nhiệm vụ làm trễ nải ngươi gặp ngươi mẹ một lần quấy, rất xin lỗi, những trang bị này đều đưa cho ngươi, chờ 10 cấp về sau, đến trong trấn, ta tự mình giúp ngươi dẫn tiến tất cả chức nghiệp giả. Ngươi muốn học cái gì đều được, sau khi nói xong, chức nghiệp giả đi. Long ngạo thiên trợn mắt hốc mồm, ấn mở cơ sở bí tịch về sau, lập tức xuất hiện tuyển hạng. Mời lựa chọn, cơ địa đấu khí rèn luyện pháp, cơ sở ma pháp minh tưởng thuật lựa chọn đấu khí hoàn tất. sau đó thăng liền ba cấp thôn trưởng cũng nhảy ra ngoài kinh hãi nói không nghĩ tới long ngạo thiên ngươi vậy mà thật là thiên tài ha 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 không sai lão tử chính là thiên tài lão tử đương nhiên là thiên tài long ngạo thiên cười ha hà thoải mái thật mẹ nó thoải mái biệt khuất lâu như vậy cuối cùng là bắt đầu thoải mái đi lên mà lúc này thôn trưởng còn nói thêm làng bên ngoài có một ít cấp thấp ma thú, bọn hắn có khả năng sẽ rơi xuống ma hạch, thôn phệ ma hạch có thể gia tăng đấu khí, ngồi xuống tu hành cũng có thể gia tăng đấu khí, ngạo thiên, cố lên. Siêu thần cấp khoa kỹ đế quốc thạch đầu thành tinh chương 5, ông chủ tâm tình phức tạp. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm hồ chứa đầy, nhưng cực kỳ đáng tiếc, phim tư liệu chưa mở ra, không cách nào thăng cấp. Hả? ân ân ân, phòng noãn noãn nhìn lên trước mặt bắn ra nhắc nhở, cả người ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt trống không dừng lại, một lát sau, điên cuồng bộc phát. Ngoạ tào, ngoạ tào, mắc cấp rồi, cái này mẹ nó trò chơi cấp 9 liền mắc cấp rồi, ta mẹ nó, không phải chức nghiệp già tại trong chấn chờ sao. Cái này mắc cấp ta còn chơi cái chùy, thật sự là tất chó không chỉ là mưa đạn, giờ khắc này khó chịu nhất người trừ Phong Noãn Noãn ra không còn có thể là ai khác, vừa nghĩ tới mình ba ngày ba đêm không biết ngày đêm lá gan. Kết quả cuối cùng liền đổi lấy như thế kết quả, Phong Noãn Noãn miệng một xẹp, trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, lập tức một cái nhịn không được oa một tiếng khóc lên. Thật khóc, ông trời ơi. Ai, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, loại chuyện này đặt ở ai trên thân ai chịu nổi a, à, noãn noãn yêu ngươi, đừng khóc. Tức chết lão tử, lão tử hiện tại liền đi phun cái trò chơi này người chế tác, ngươi đi đâu phun? Người ta ngay cả cái trang web đều không có. Ừm. Ai, các ngươi nhìn, lại nhảy ra một cái pop-up có địa chỉ internet pop-up, noãn noãn, noãn noãn, nhìn màn hình a, à, noãn noãn, noãn noãn mưa đạn bắt đầu cả màn hình tất cả người xem đều kích động chơi vui như vậy trò chơi bọn hắn có không ít người đều có đăng ký hiệu nhưng là vì cái gì không chơi hoặc là không chen vào được hoặc là nhẫn nhịn không được loại kia kẹt ngừng bọn hắn cũng biệt khuất thật lâu rồi noãn noãn người đến kiên cường bất quá là một trò chơi mà thôi rác rưởi trò chơi không chơi cũng được hình tượng trọng yếu a à. Xoa xoa nước mắt, phòng noãn noãn âm thầm tự an ủi mình, sau đó cười lớn lấy đang muốn cho người xem xin lỗi, nhưng nàng ngẩng đầu một nháy mắt thấy được cửa sổ trò chơi bên trong pop-up. Chúc mừng ngươi, ngươi kiên trì tới cuối cùng. Mỗi một cái kiên trì đến sau cùng người chơi đều là thật tâm yêu thích trò chơi này, ta làm người chế tác, không thể báo đáp, cảm tạ các ngươi yêu thích, mời mở ra webpage, bắt đầu các ngươi biểu diễn pop-up bên trong liền một câu nói như vậy. Tại cuối cùng hàng thứ hai, một cái địa chỉ Internet xuất hiện ở phong noãn noãn trong mắt. Điểm kích mở ra, lập tức. Ngoạ tàu, ngoạ tàu. Còn có loại này thao tác, mẹ nó trúng trù, đây coi là cái gì? Chơi lấy trò chơi người chơi có một phần là vì cứu mẹ a à, vậy cái này là chúng chủ cứu mẹ hành động, ta cũng là phục nguyên lai like chân chính nạp tiền nạp tiền thông đạo ở chỗ này a à, người chế tác não động thanh ký. Không chỉ là trực tiếp thời gian người xem, liên đới lấy phong noãn noãn đều nhìn trợn tròn mắt. Nguyên lai like là chúng ta trách lầm hắn, trò chơi này căn bản không hề sáng tạo văn phòng, lại thiếu khuyết tài chính, cho nên mới sẽ kẹt ngừng, cho nên mới liền một cái khu cho nên mới không có nạp tiền thông đạo. Đang khi nói chuyện, phong noãn noãn không chút do dự đăng ký chúng trù trang web, sau đó lấp xong tư liệu sau quét mã thanh toán, một vạn khối. Bắt đầu bắt đầu, noãn noãn vẫn là quá thiện lương, các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái trò chơi này cực kỳ có ý tứ sao? Đi thôi, chi viện một đợt, ta ra 50. Ta 100, tại hạ 2000, thổ hào, cầu mang, tiểu đệ nghèo, 20 đi cứ như vậy, người năm mươi ta một trăm, sau đó tin tức truyền đến Long Ngạo Thiên trực tiếp ở giữa bên trong, Long Ngạo Thiên không nói hai lời dẫn người bắt đầu hành động. Ba mươi vạn chúng chủ kim ngạch ngắn ngủi nửa giờ sau, hoàn thành. Chúng chủ hạng mục thành công, nhưng còn không có đình chỉ. Độ hoàn thành, một trăm phần trăm ba, một trăm năm mươi, ba trăm. Ba trăm phần trăm, chín mươi vạn ra mặt chúng chủ kim ngạch liên quan đến chúng chủ nhân số hơn hai vạn người trong đó càng là có thổ hào phất tay nện trọng kim ai có thể muốn lấy được trần lãng không nghĩ tới mộng tưởng chúng chủ nhân viên cùng ông chủ càng không nghĩ đến lão bản người đến đớp cớt mộng tưởng chúng chủ lưới nhỏ hẹp trong văn phòng tiểu trương nhìn thấy chúng chủ kim ngạch bước nhỏ là khó có thể tin dụi dụi con mắt sau đó không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên người nói cái gì đừng cầm công ty nhỏ ông chủ không làm lão bản ngao, ông chủ nghe vậy giận dữ, mang theo cái chén liền muốn cùng tiểu trương chân nhân pi cây. Ngạch, tiểu trương kịp phản ứng, lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Mà như vậy cái thời điểm, một cái khác nhân viên nữ bỗng nhiên chấn kinh hô. Ông chủ, này thiên võng đứng tân chú sách người sử dụng hơn hai vạn người, mà lại tất cả đều nạp tiền tham dự chúng chủ, cái gì, ông chủ toàn thân chấn động không sai, liền là hắn. Tiểu Trương tách ra qua màn ảnh máy vi tính, chỉ vào màn hình kích động nói. Ông chủ, ngươi nhìn, liền là ba ngày trước ngươi nói nếu có thể gom góp đến một trăm khối tiền ngươi liền đớp cất cái kia chúng chủ, hắn chọn vẹn chúng chủ hơn chín mươi vạn. Ông chủ giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp, đã nghĩ kích động A gọi mình thành công, lại nghĩ bạo đánh tiểu trương một trận hả giận. Ừm, chín mươi vạn, đầy đủ vừa mới gõ xong tất cả mật mã trần lãng hai mắt tỏa sáng sau đó liên hệ mộng tưởng chúng chủ lưới mộng tưởng chúng chủ lưới nhỏ thì nhỏ nhưng là thái độ phục vụ vẫn là không thể chê trò chuyện hoàn tất sau không bao lâu liền hết hạn chúng chủ cũng đem khoản tiền khấu trừ phí phục vụ sau toàn bộ gọi cho trần lãng trần lãng lúc này không chút do dự trực tiếp mở ra vạn năng bảo trắng trợn mua sắm vật liệu cùng server server bán không phải quý nhất nhưng tuyệt đối là phần cứng mới nhất loại kia vô luận quý tiện nghi dù sao đều phải cải tạo nói thật trần lãng là hoàn toàn chướng mắt thời đại này server bởi vì là chọn lựa bản địa bán hàng qua mạng cùng chủ quán thương lượng sau lúc chiều liền có người đưa tới cửa Trần Lãng trực tiếp tháo máy, không phải hủy đi dương hủy đi, là tháo máy khí. Mang theo các loại vật liệu cùng điện tử dùng tiểu hàn điện, Trần Lãng bắt đầu tự chủ sửa đổi server nội bộ phần cứng. Phí đi 5 tiếng, cải tạo hoàn tất về sau, Trần Lãng lại bắt đầu một lần nữa viết nội bộ phần mềm khu động, làm hết thảy đều giải quyết lúc sau đã là trong đêm 11 giờ không để ý tới ăn cơm trần lãng đem client game hộ khách đầu rời đi đi vào sau đó mình download một mới bắt đầu khảo thí hoàn tất thi kiểm tra về sau hắn rốt cục đưa khẩu khí tiếp xuống liền là làm một cây số liệu đường dây riêng trò chơi vì sao lại thẻ không chỉ là server vấn đề vẫn là các mạng vấn đề mặc dù trần lãng lấy tương lai kỹ thuật tiến hành trộm lưới nhưng hắn cây kia gia dụng băng thông rộng coi như thọt tới cực hạn cũng mới cùng đồng dạng xí nghiệp cấp băng thông rộng không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị kéo một cây số liệu đường dây riêng. Bất quá số liệu đường dây riêng tại bây giờ thời đại này hẳn là không rẻ. Bấm điện tín công ty điện thoại, hỏi thăm qua về sau, Trần Lãng trầm mặc. Kéo cái gì con bê?